Là Phật đã xưa rồi, đã đem cái tim ấp khối não của Phật đã chứng đắc rồi, là đem truyền giao lại những kinh nghiệm của Phật rồi. Vì mà coi như chúng ta bỏ lơ, chúng ta không chịu thực hành, chúng ta bỏ người gọi là phụ Phật xưa, là bỏ quên người xưa, bỏ quên lời thầy tổ tiên trên thiên đình, là bỏ quên những người bồ bồ các la hán đã vì lòng từ bi của mình không biết sợ coi như là đau khổ. Chứ ngài tội gì ngài ở tây phương xứ người chết, ở bên cõi trời cũng chứ vậy mà tại sao ngài không ở, mà ngài phải hạ thế lăng phàm để cứu độ trần gian? Vì ấy, vì nhân dân, vì bá tánh, vì ấy, vì lòng từ bi thương xót không nở ngồi trên niết bàn mà phải hạ thế lâm phàm kỳ ba mở hạ. Vì mong rằng anh em huynh đệ một lời giàn son liễu liễu minh huynh trước Phật đài, ngộ lý quyền cơ chính nhân nhân, Phật đây tay thế lâm phàm độ, độ cả nhân gian độ muôn loài, chu du khắp nẻo trần đời tìm người non có nó. Tìm người năm cũ trở về năm xưa, tìm con nhiền trở lại ngày xưa, trở lại thăm lại viếng thăm đôi dòng pháp vũ hôm nay. Chúc người hạnh đạo bá gia tu hành, u mưu kẻo kể đò diều chiến chót thấy người ơi, bến nước nghìn năm mấy đợi chờ, những người nữ khách mộng bơ vơ, đến nay thức tỉnh nhìn soi lại trung tâm. Ngẫm nghĩ cùng trong bể tham thôi, thì tất cả chúng ta đều nằm trong bể ấy. Quý quá khai, hôm nay có duyên lành trở về đến nơi của ngôi của Hiền huynh, ở tại coi như huynh sang bà vệ đúng không? Ở tại coi như là gần ông cậu hai và coi như là chùa Tây An cổ tự. Thật là một duyên hạnh vô cùng. Hôm nay trời đất đã đổi thay, chuẩn bị coi như là vì cơ trời tận độ và cũng là tận diệt. Thì thế gian này có người ta Phật có nói rằng là sinh trụ dĩ diệt, thành trụ hoại không. Cái gì trời đất sanh ra có một hình tướng nào thì tới ngày giờ nó cũng sẽ hủy diệt, như núi non hay là cây cỏ qua muôn màu, sông núi biển cả mênh mông, rồi cũng có tới ngày sẽ được bị đổi dời, dời non lấp biển, đúng không? Bằng chứng cụ thể là con người hôm nay mình sống thực tại bữa nay và ngày nay, rồi biết ngày mai bữa nay bình an, rồi ngày mai có bình an hay không. Như con người mình à, hôm nay mình có thân này, mình đang sống khỏe mạnh đó, rồi ngày mai mình đau yếu bệnh hoạn, mình ra đi, như nay sống nay và chết mai. Đó là lý vô thường của Phật dạy. Thân vô thường, cảnh vật vô thường, duyên tâm vô thường, các pháp vô thường. Trước khi nói lý vô thường, xin coi như chúc một lời giàn son đến cộng đồng mạng hôm nay, một lời giàn ý Phật hôm nay, trao lời duyên pháp ngàn xưa trở về. Anh em huynh đệ yêu thương, gắn mà tu niệm trở về nay mai, vì gốc người thượng đế xuống trần, hòa chung nội ngoại tâm thành trí cao, ai ai cũng nghĩa cũng tình, ai ai cũng biết thương mình hôm nay. Phải gắn có thân thì phải biết thương thân, phải biết thương bản thân mình, phải biết gắn có tự tu lấy bản thân mình, cứu lấy đời mình. Không ai cứu mình bằng chính mình phải cứu mình, không ai thương mình phải thương mình, đúng không? Lý vô thường là nhân duyên vật lý đổi dời, thân người ý pháp duyên lành hôm nay, cầu cho bá tánh hôm nay ai ai cũng biết tu hành, nghe chưa? Hàng ngày nhớ niệm Di Đà để mà trao tâm sửa cánh, để mà cuộc đời nên thơ. Càng niệm Phật chừng nào, càng tu tâm dưỡng tánh chừng nào, thì con người càng nhẹ nhõm chừng nào chừng nấy. Vì bởi Phật có nói rằng trên đường đời không bằng gì đường đạo, trên đường đạo phải gắn cố gắng trao dồi thì con người sẽ trở thành thần tiên tại thế, đất nước này sẽ trở thành ấm nghiêm. Bởi vì mình là một tiểu linh quan, cha là một khối đại càn khôn, mà chúng ta là đang người cần phải trở về tu gấp gấp kiếp kiếp để mau kẻo trễ. Nếu không thôi trước khi đò chiều chiến chót không ai tu thì mau kẻo trở về. Nhờ có đường tu thì có trí huệ sáng ngời thì mình mới biết đường mà trở về. Chỉ không coi đường đường mờ mờ mịt mịt, không biết ngõ đường đâu để mà về. Giống như mình xuống đây cho mình học đạo, cho mình trả nghiệp, trả nghiệp xong xuôi tình chồng vợ yêu thương cha con
bầu bạn anh em, cũng là một cái nghiệp quan gia trái chủ ở nhiều đời, cũng là một đóng vai trò làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em. Rồi ngày mai sắp tới này sẽ ra đi, đi mãi mãi một phương trời vô định, tức là người còn là sống trên nhân gian, mà khi ra đi gọi là người mất ở thế gian. Có phải đúng không nào, sư huynh? Vậy là đó là lý vô thường còn và mất. Bởi vì thân vô thường là thân tâm, nó không có được chuẩn. Bữa nay nó khỏe mà ngày nay nó lại bệnh đau, cho nên phải đi vào bác sĩ. Rồi bác sĩ mới nói rằng là phải có tiền để cứu bệnh. Nếu chúng ta giàu sang không nói chi, chúng ta nghèo đói coi như là phải lấy được tiền đâu để trị bệnh. Cho nên là lý vật vô thường, cảnh duyên vô thường, thân cũng vô thường, rồi pháp dạng vô thường. Là tại vì vô là không, thường là không thường nhất, nó thường thay đổi. Bữa nay nó như thế này, ngày mai nó dời đổi như thế kia. Con người hôm nay gắng cố gắng mà trao tâm sửa cánh để mà tu. Vì chiến tranh loạn lạc sắp tới, chúng ta thấy hiện hữu hôm nay không? Chiến tranh đang bùng phát ở Trung Đông và ở châu Âu, và hôm nay chuyển qua bên của mình, đất nước Việt Nam. Nhưng Việt Nam mình nhờ có biết tu hành, biết kinh tấn tu, ai ai cũng sửa tâm sửa cánh, ai ai cũng trao dồi, nhờ như vậy mà đất nước mình được bình an. Chưa được nhé, còn đất nước ngoài thì nó lo không biết tu, nó bị chiến tranh nó xảy ra, bởi vì lòng tham con người, bởi tranh danh đoạt lợi, tranh lấn đất để chiếm đoạt cho bằng được, bất chấp mọi thủ đoạn để gây nên hấn chiến tranh, để làm cho đất nước ly tan, coi như người người đau khổ. Cho nên Phật nói là tài vật ngũ gia phi hữu báo, thân như tứ đại bổn lai không. Hỡi ơi, trên cõi đời này có người nhân gian sống hôm nay và chết ngày mai, mà trước khi ra đi phải có mớ vốn để trở về, nếu không có vốn lấy gì mà về. Đó là cảnh vật vô thường, đúng không? Duyên pháp vô thường, vô là không, thường là nó thường thay đổi, nay đợi mai dời, đổi đời đổi vật, đổi non sông, đổi hoa đổi lúa, đổi cánh đồng, đổi người, đổi biển, đổi tấm lòng, đổi chùa chiền, đổi nhân ông, đổi chồng, đổi vợ mới ra thái bình. Có thấy bây giờ chúng ta đã thay đổi không? Nhà cửa ngày xưa nghèo sơ sát, ngày nay đã được đổi dời. Đường xá ngày xưa chưa được bằng phẳng, ngày nay đường xá coi như đường lộ thẳng tắp, trên bức đường gian trưng mà nay đã được thẳng tắp, trên đường rất là đẹp đẽ và nhựa bằng phẳng, chúng ta dễ bước chân trên bước đường đi. Như vậy có phải là đường cũng thay đổi, cảnh vật là đường có phải là cảnh vật hay không? Rồi nhà cửa cũng là cảnh vật, có thay đổi hay không? Đổi đó, thì đó gọi là lý vô thường, thân vô thường, con người duyên vô thường. Vậy là tâm của con người mình có vô thường không? Có. Con người bữa nay nó nói nó thương nó yêu, ngày mai nó ghét, bữa nay thương ngày mai ghét, cho nên thương ghét, ghét thương hoài. Chính cái chỗ này là nhân quả, nhân quả nó đi đến kết quả sẽ khổ đau. Cho nên chúng ta phải biết yêu thương nhân loại, sẽ biết chia sẻ trên cộng đồng mạng, sẽ biết những gì, những cái gì đau khổ thì chúng ta đừng làm, cái gì lợi cho mình, lợi cho người ha, ta làm. Còn cái gì mà hại cho người thì chúng ta đừng bao giờ làm, nghe chưa? Dù là một bé nhỏ chúng ta cũng đừng nên làm. Cho nên Phật nói là tứ chánh cần, những gì cần làm là lợi ích cho đời, cho nhân gian ta làm. Những cái gì có hại thì chúng ta đừng bao giờ làm, lợi ích cho đời, cho nhân gian ta cứ làm, thiệt hại cho người ta đừng bao giờ gớm. Gọi là tứ chánh cần, tứ như ý cốc, là dục ý cốc, là muốn những điều tốt đẹp, chứ không muốn những điều làm sai trái trên thế gian. Là như nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, bê tha, là chúng ta nên giảm bớt lợi, để chi cái đó là những cái nhân quả mới đi đến cái hậu quả cho chúng ta sau này khổ đau, có đúng không sư huynh? Đó, uống rượu cũng là khổ đau, ăn cờ bạc chơi ấy cũng là khổ đau, thôi thì chúng ta giảm bớt đi. Trên thế gian đành rằng ai ai cũng phải có điều đó cả, ai ai cũng muốn điều đó cả, nhưng cuối cùng chúng ta muốn nhiều quá, chúng ta tham vọng nhiều quá, chúng ta tham sân si nhiều quá, chúng ta sẽ khổ đau, đưa đến cái nhân quả khổ đau mà thôi, đúng không? Trưởng qua đắc qua, trưởng đậu đắc đậu, chúng ta trồng bông gì thì thầy cổ nói giống chi hưởng ấy. Chúng ta trồng cây ớt ăn quả cay, trồng trái cam ăn quả ngon, đúng không? Trồng cây khế quả ăn quả chua. Vì lẽ đó cho nên kết luận rằng chúng ta kỳ này phải gán tu nhân quả, lấy cái lý nhân quả làm đầu. Phật khi xưa cũng vậy, ta nói là dù cho ngạn coi như là nhân quả ba đời đó, Phật nói là quá khứ,
hiện tại và vị lai. Nếu đời trước chúng ta muốn biết đời trước chúng ta như thế nào thì coi hiện tại chúng ta đang thọ hưởng cái nhân gì hôm nay. Còn chúng ta muốn biết cái đời sau chúng ta như nào thì hiện tại coi chúng ta đang hoạt động cái điều gì, chúng ta đang trồng cây gì, chúng ta đang trồng cây trái gì ngày hôm nay, nhân lành hôm nay hay là nhân thiện hôm nay hay là nhân ác hôm nay thì chúng ta sẽ gặt quả ngày sau. Hiểu chưa? Vì đã đó cho nên nhân quả là rất quan trọng. Cho nên con người á, giữa cái lý vô thường và cái lý nhân quả này, hai cái nó kết chặt với nhau. Tại vì chúng ta gieo giống lành thì phải hưởng quả lành. Còn cái lý vô thường là cái lý nay đổi mai dời. Mà con người có vô thường không? Con người cũng phải vô thường. Bữa nay sống nay chết mai. Không ai có thể kêu nó mà nó đừng chết hay là nó đừng bệnh đau được. Thân tâm vô chủ, mình thân không có chủ thể, mình muốn bệnh bệnh, mình muốn mạnh mạnh. Nhưng điều nói đi và nói lại cũng do con người biết giữ cái chân tâm, biết giữ cái thể xác này cho con người coi như là gì, khỏe mạnh là ăn phải đàng hoàng, uống phải kỹ lưỡng, ăn cũng phải kỹ lưỡng. Cái gì đáng ăn thì ăn, cái gì đáng uống thì uống, không được ăn bậy, không được uống bậy. Thì nhờ cái chỗ đó chúng ta giữ được cái chân tâm của chúng ta. Và chúng ta phải biết lo tu. Tu để gì? Tu là trao đổi tâm lành, gọi là trưởng dưỡng đạo tâm. Trưởng là nuôi nó lớn lên, dưỡng là dưỡng cái mầm lành, mầm tốt, để ngày mai đất nước trên quê hương này nè, ví dụ như có một người tu, hai người tu, ba người tu, cộng theo rủ với nhau anh em trở thành một đoàn thể tu hành, thì trên cái sự tu hành như vậy nó làm lợi ích cho nhân gian. Nếu ai cũng tu hết thì không có chiến tranh, không có hận thù, không có chém giết, không có nhà tù, không có những cái bọn trộm cắp chém giết, đâm thuê chém mướn. Rồi độ thế gian này phải không còn những cái sự đau thương, đem sự hòa bình ấm no cho nhân loại, có phải không nào? Như vậy là để nói cũng nãy giờ quá hay mà để nói cái lý vô thường đó bây giờ để cũng phải nói rõ ngay chỗ này. Bây giờ cho bà con người ta hiểu. Bây giờ như vậy đó là cái chiến tranh thế giới này đó bây giờ nó đang bùng nổ ở trong Âu. Tất cả như là Nga, Ukraine hay hoặc là Hamas với mà Israel rồi đó. Mà Đức Thầy có cho biết câu này nè: chinh chinh bóng xé về Tây, đối nhìn chẳng thế sắc thay ê hề, thương chẳng ta cũng dám thề, chẳng cho bá tánh điều về chúng sanh, tu hành chẳng được đức anh thì ta chẳng phải sắc thân người đời. Mà Đức Thầy nói chung chinh bốn xế người ta đối nhìn chẳng thế sắc thay ê hề, bây giờ sắc thay ê hề bây giờ như vậy là coi như là bên Đông Âu và chiến tranh như vậy là có phải sắc thay ê hề không, mà nói cho người ta biết, chẳng ta biết, chẳng ta tu. Đây là cái câu này quá hay. Nó có nghĩa là gấp gấp kèo kèo mà kẻo kẻo đò chiều, để chia đò chiều chiến gót phải trễ, đúng không? Phải kẻo lành bến sông mê. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn ở sông mê chốn hồng trần này, Phật nói rồi: bể ải sông mê khó lượt hành, các con gắn chơ mà hãy gắn cố gắng mà lo tu để kẻo mê quay về, sớm sớm đò chiều chiến gót rước còn người hiền nhân, đúng không? Thì bây giờ chẳng những rước người hiền nhân mà rước những người coi như làm những bất thiện mà biết quay đầu cũng trở về hiền nhân lượt luôn, hiểu không? Cho nên người ta nói là người ta nói phóng hạ đồ đao lập vị thành Phật. Trước đây mình làm điều gì không biết ác đức cỡ nào hay những điều gì mà vô cảm cỡ nào thì chúng ta biết việc bỏ hết tất cả những con dao đầu gãy nó, quay trở về bờ Phật sẽ thương, mới gọi là thời kỳ này đại ân xá thoát tội cho chúng sanh nhân thế, không còn chấp trước nữa mà dạy dỗ cho nhân sinh biết quay đầu hồi đầu hướng thiện. Là cũng giống như bây giờ ở bên châu Đông Âu và châu Âu đã gây hấn chiến tranh với nhau loạn lạc, nguyên nhân gì đâu, nhưng nhân gì tham sân si gây nên, đúng không? Tham tiền, tham của, tham danh, tham đất, tham tranh giành đoạt lợi. Vì lẽ đó chúng ta có bị ảnh hưởng không? Chiến tranh ảnh hưởng không? Gật ảnh hưởng vô cùng, bà con cô bác ơi. Mỗi lần chiến tranh gây biết bao nhiêu đau thương tan tóc trên thế gian, nhà tan cửa nát, vợ con chia ly, anh em huynh đệ chia lìa, như vậy đau khổ và tất cả của cải bị ít. Rồi chưa kể cái trận mà bão lụt nữa, bão lụt sẽ cuốn trôi biết bao nhiêu ra biển Đông. Mình sắm hàng ngày thì mình sắm chiếc xe chấm này chấm kia, mình bỏ cái tiền đồng tiền ra hàng ngày, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra được đồng tiền. Vậy mà thế mà trong một khoảnh khắc thôi mình đã tan tành theo gió mây. Ta nói là bởi vì thầy có nói câu là coi như là gì, ta nói là cho tất cả thế gian này là nói câu là giống như là giàu sang như nước trên nguồn, đúng không? Gặp cơn mưa lớn nó cuốn có một giờ là giông giỏ bão tố nó cuốn đi rất nhanh và nhanh vô số. Hỡi người ơi, vậy thì chiến tranh ngày mai sắp tới này nếu có xảy ra như vậy chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta không có gì hơn bằng chúng ta quay đầu lo tu, tu gấp gấp,
cu kẻo mau kẻo trễ, đò chiều chiến chốt hỡi người ơi, kẻo kẻo mau mau hãy xuống thiền, đò thiền của Phật đang cắt bơ đang chờ đón con hiền trở lại ngôi, hiểu chưa? Vậy là chúng ta ngày mai sắp tới gắng lo ăn chay và niệm Phật mà tu nhân kết đức, để cho đất nước này lần lần nó được dơi cảm, cho nó được thanh bình, cho thế gian này cải sửa lại. Dù ta có chết đi đi chăng nữa trong nhân thành thì chúng ta vẫn có cái hồn thiên, chúng ta được trở về giữa cha mẹ thầy tổ với thượng đế, có đúng không nào? Đó, nếu chúng ta không biết làm hiền làm đức làm nhân thì trước khi chúng ta ra đi, chúng ta đâu có một vốn tiền nào để chúng ta về. Cho nên kỳ này phải gấp gấp bà con, tất cả trên cộng đồng mạng trên thế gian gửi gắm lời vàng ý ngọc, mong rằng anh em huynh đệ một lời vàng son, và tất cả trên thế gian cộng đồng trên thế giới năm châu bốn biển này phải nghe lời của mình một lần, gắng nhớ niệm Phật làm hiền làm đức làm nhân, quay đầy cấp kiếp kẻo trễ đò chiều, đò chiều cây hương đang đón ước chờ đón con hiền trở lại ngôi. Chỉ khi một lời mong rằng anh em huynh đệ trên thế giới này, trên cộng đồng mạng này, bà con cô bác khắp mọi nơi, ai ai cũng phải gắng lo tu tâm dưỡng tánh, ăn chay làm lành sửa tâm sửa tánh, là cải sửa trước đây mình xấu, nay sửa lại tốt, trước đây mình giữ sửa lại hiền, trước nay mình không có điều những gì im điềm thì bây giờ mình bỏ những cái điều không, những cái điều khối hư tật xấu đi, nói chung thì bây giờ mình bỏ những điều đó, mình loại bỏ nó ra và đem điều tốt lành vào trong tâm. Có phải là tu chưa? Đó, tu nó có hai loại tu, tu ăn chay và tu ăn mặn. Tu ăn mặn là tu của chư thần, còn tu ăn chay là tu của Bồ Tát thần tiên, Bồ Tát Phật nha. Chứ kỹ, tại vì nó có nhiều cấp bậc, ai có duyên với Phật mới được ăn cương, không có duyên khó mà ăn được lắm. Cho nên ta nói là trao tâm sửa cánh, luyện đắc chân tâm, chỉ làm một con người hiền đức nhân nghĩa, nhân nghĩa lễ trí kính, phải gắng làm cho tròn nhân duyên. Còn bên nhà Phật thì giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Chỉ năm điều đó thôi là đã được nhân đạo rồi, là nhân phẩm và nhân cách ở thế gian rồi, có đúng gì không? Vậy mong rằng chiến tranh diễn ra đó là một cái cơ cảm cho trần gian trời đất, là cơ trời sắp tới. Vậy anh em chúng ta không còn gì mà chọn lựa nữa, chỉ còn cuối cùng là đường tu mà thôi. Chỉ có đường tu mới cứu giúp chân linh của chúng ta trở về giữa thượng đế, với cha trời mẹ mẫu trên nhân gian, với thầy tổ ngày hôm nay. Và một lần vàng son này chúc cho anh em huynh đệ luôn luôn lúc nào cũng được hành thiện, sống thiện, ngày ăn lành, đêm ăn lành, sáu thời thường ăn lành, biến cải đất nước đại này trở thành thiên đường cực lạc trên chốn nhân gian. Cái câu mà thầy nói như vậy là lúc đó mà thầy nói hết trơn mỗi câu rồi thôi, mà đức thầy nói là đời cùng còn chẳng mấy năm, sống trong đất nước thay lần mình non, cha thì chẳng thấy một con, vợ thì chồng chẳng được còn đại gia đó. Là để nói ngay cái đoạn mới cho rõ ngay cái đoạn đó, là đời cùng còn chẳng mấy năm đó. Đúng rồi, là đời cùng chẳng chẳng mấy năm, là thí dụ như là đời ngày xưa là đời chánh pháp, đời chánh pháp rồi có đời cưỡng pháp, rồi bây giờ có cái đời mát mát pháp, là nó không còn gì nữa, nó đã cạn cợt hết rồi, là nó sẽ là người, hồi nãy mình có nói rồi, là tài vật ngũ gia thân như ngũ báo, thân như tứ đại bổn, tài vật của năm nhà, chiến tranh loạn lạc, nhà nước, nhà lửa, nhà giặc cướp, đúng không? Chiến tranh xảy ra như vậy, có phải những cái nhà đó là nó cướp đi những sinh mạng con người, cướp đi những vật tài sản trên thế gian không? Vậy là còn đầu gì nữa? Mà giờ cha đã nãy mình có nói rồi, cha thì lại mất con, vợ thì lại mất chồng, coi như đủ thứ loạn lạc trên thế gian này, tất cả vật của đều được tan ra biển đông hết. Như vậy có phải là tan thương hơn khổ đau không? Như vậy còn gì bằng nữa? Chỉ bằng chỉ có cuối cùng là phải tu hiền trở về để cứu lấy của mình phải cứu lấy đời mình, và tự mình phải giúp cho mình, chứ không ai gấp mình phải tự khắp rút lên mà đi. Anh ai cũng có chân tâm Phật tánh, ai cũng có trí huệ thông minh, nhưng xưa nay không chịu đem gọt rửa trao sữa. Giờ đây chúng ta nhờ giờ chót rồi, chúng ta phải đem nó gọt rửa trao sữa cho nó tròn duyên, để cho trên thế gian này ai ai cũng được đồng, người người đồng tu, nhà nhà đồng tiến trên bước đường hạnh đạo, đồng hành để tiến bước trên con đường cực lạc Tây Phương, giải thoát tại trần gian. Giải thoát đây là giải thoát tự tâm con người, chứ không phải cạo đầu đi vô chùa mới là giải thoát. Đó là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng kiên tu hành, không cần tranh đấu, nhớ nha, không cần tranh đấu lợi danh, niết bàn tịch tịch là đường vô sanh, là không còn sanh nữa. Như vậy là bây giờ là để phải nói rốt ráo cho sát cái bây giờ cho người ta tu nè, mà đức thầy nó hạ nguyên nay đã hết đời. Đúng, hạ nguyên nay đã hết đời, chuyển đổi giờ gia trang. Đúng, bèo chỉ bảo rõ ràng cấp trong trần hạ ngộ ngàn chi nội buồn yên tỏ một từ ba gia khổ đạo thì từ đây
Rồi bây giờ từ đây hết năm này bước qua năm Thìn, mình thấy có khổ não không? Nói đúng, thật ra là thầy cũng nói năm Thìn cũng như là sanh ra đủ chuyện trên cõi đời nè, về vật chất kinh tế cái gì cũng bị khổ đau nè. Nhưng điều trần gian thì người ta không nghĩ như vậy, người ta muốn sau cái chiến dịch khổ đau rồi, người ta phải lấy lại những gì đã mất, đúng không? Người ta sẽ làm lại những gì đã mất. Nhưng biết đầu cơ trời vận chuyển, khu cài, khu ngân, khu lượng, khu mọi vật trên thế gian, để cho chúng ta gì, làm ăn cũng không được, kinh tế cũng bị chiến tranh loạn lạc, nó làm ảnh hưởng đến trên nền kinh tế, đúng không? Kinh doanh, kinh tế, buôn bán đồ cái gì cũng ế ẩm. Rõ ràng mình thấy thực tế như vậy. Nhưng điều tới năm Thìn thì ai ai cũng cầu mong được cho ước được tốt đẹp, cho trở lại đất nước thái bình, cho đất nước coi như là tăng gia sản xuất lại phát triển, đúng không? Nhưng biết đâu cơ trời vận chuyển càng ngày càng khổ đau, vậy thì chỉ còn đường cuối là chúng ta quay đầu cu gấp gấp mau kẻo trễ, để không thôi không cứu được linh hồn của chúng ta, có phải không? Chỉ là còn đâu gì nữa. Thì thế nên hôm nay là để nói thì cái tu gấp gấp là hạn hết đời rồi, phải không? Đúng vậy. Thôi bây giờ như vậy là cái pháp môn mà nào mà tu mà gần nhất mà nó mau nhất là pháp môn nào? À, bây giờ Phật cổ ngày xưa cũng có dạy rằng là trong tất cả các pháp môn là coi như là đúng giáo cận thiềm, coi như là đúng là đúng ngộ, giáo là giáo gây truyền lại, mà coi như nhanh nhẹn thẳng cấp hơn, tiệm là từ từ đi mà bước lên. Nhưng điều chúng ta bây giờ cũng có căn cơ trình độ của đại thừa và kiểu thừa, như vậy những cái vị mà tu mà coi như là trực nhận chân tâm mà giải thoát chính là cái thượng thừa, đúng không? Đại thừa giáo. Còn cái mà coi như là tu mà gấp cứ từ từ mà đến mà sửa tâm lần lần để sửa, vì gấp rút lắm rồi thôi, chỉ còn không còn một pháp môn nào khi siêu việt bằng pháp môn niệm Phật. Chỉ còn pháp môn niệm Phật là tuyệt đỉnh. Tại vì Phật có nói dặn rằng dẫn công ít mà hành công cao, dễ thực hành và mau kết quả. Tại vì pháp môn đó là nguyên đốn dung thông, nguyên là thẳng tắp, đốn là đốn ngộ, nhanh nhẹn coi như không có gì bằng hơn. Đó là một cái đối đi đường tắt nhanh nhẹn mà dễ đến và dễ để, bởi vì nhờ cái tiếng niệm Phật mà quá giải trong nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp chướng mình cũng tăng rồi, từ cái nghiệp mà nó tăng rồi là phước nó mới tăng lên. Nhờ cho nên là niệm Phật nó có nhiều cách niệm, đê khinh trì danh, cao khinh trì danh và mật niệm trì danh. Vì không bằng kỳ này là đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật chân tâm được hết. Làm sửa xe cũng niệm Phật được hết, cạo đi ra ruộng đồng cũng vẫn niệm Phật được hết. Và đi, đứng, nằm, ngồi mọi việc hoạt động trong kinh tế, lúc nào giao kiếp là giao kiếp, không giao kiếp ta ngồi vẫn tịnh niệm niệm Phật. Người buôn bán ngoài xã hội vẫn ngồi niệm Phật được như thường, bán giải, bán đồ, bán rau, bán đồ tất cả của cải trên thế gian đều vẫn niệm Phật được. Vì như vậy ta cờ để tập trung vào pháp môn niệm Phật là thù thắng di diệu nhất thôi, chứ không còn pháp môn nào. Đó là Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư cũng đắc pháp, và Ngẫu Ích Đại Sư, Liên Trì Đại Sư, Công Di Đại Sư, coi như Hư Không Đại Sư, Tri Diễn Đại Sư, tất cả đều chứng đắc quả thiền. Nhưng cuối cùng tại sao không nấu pháp thiền mà chuyển duyên về tịnh độ niệm Phật A Di Di Đà? Vì A Di Đà có 48 lời đại nguyện. Nếu tất cả chúng sanh nào biết niệm Phật A Di Đà mãi mãi và sẽ đưa cảnh giới này về cảnh giới, ta nguyện đem cái tâm lực của ta rước người về, dù là người đó nằm trong cái gọi là gì, là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là chưa đủ trình độ để vãng sanh, mà Phật dẫn chú đưa về nơi biên địa tịnh độ, nơi đó ta tu học và ta mới nhập vào tịnh khổ của Tây Phương, hiểu chưa? Cho nên là pháp môn niệm Phật là di diệu thần diệu, không một pháp môn nào hơn tất cả. Mà nếu chúng ta biết ngồi thiền nữa, thiền để vắng lặng là để xem xét từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối ta có làm bao nhiêu điều lỗi lầm, hơn thua với ai, hơn chứ không phải ngồi thiền để luyện, mà ngồi thiền để tĩnh dưỡng chân tâm, ngồi thiền để nhìn lại bên trong của mình, chứ không được nói về bên ngoài. Tại vì hướng ngoại là kìm cầu, phải trở về bên trong mới thấy được cánh. Nhờ chỗ đó chúng ta mau tu, mau ngộ, mau nhận thì thân tâm ta nhẹ nhàng. Trước đây ta hay tham dục, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham quá nhiều. Bây giờ chúng ta bỏ bớt nó đi, nghe cho kỹ hai chữ bỏ bớt chứ không kêu dứt. Bỏ bớt lần lần, bỏ từ từ thì chúng ta đó gọi là tiệm giáo. Còn đúng giáo là nhanh nhẹn như người xưa, thẳng tắp là đi cái một cái nơi. Nhưng chúng ta phải từ từ thôi, vì đời mạt giận khó tu, vì ngũ dục trần gian đang cám dỗ chúng ta tràn đầy tiền của danh lợi thực thì, coi như danh vọng địa vị nó làm cám dỗ con trai, gọi là ngũ ma, cũng là khiên ma luôn, hiểu không? Là nó chìm xuống. Mà nếu chúng ta tu mà đạo lực ta có, mà
mà từ bi ta có mà đạo lực ta yếu ta vẫn bị té. Còn nếu đạo lực ta mạnh mà từ bi ta có thì ta vẫn thắng được. Coi như là vì ngũ dục trần gian là tiền của danh lợi, lần lần chúng ta giảm bớt nó đi. Xưa nay chúng ta ham rất nhiều, ham vật chất, ham của cải, ham tiền. Phật nói đành rằng là tu không phải là không cần tiền, phải cần có tiền. Tại vì thầy tổ cứ nói là kim ngân chi huyết mạch, tiền tài là máu huyết con người. Nếu con người trên thế gian này không có tiền họ không sống được, không có tiền cũng không tu được, không có tiền không di hành được. Như nói là không có bác đời con khổ, có bác rồi con sẽ chuyển cho bác coi, con với bác tình thương đậm đà chan chứa, bác gần gũi bên con như nghĩa cả thân thân tình, đúng không? Thì bây giờ để nói thì là cái môn này là cái môn định mạch này quá hay. Bây giờ là trong cái đài mật pháp này đó không còn cái gì hơn bằng niệm Phật hết đó. Nó Phật luôn. Đắc ít mà lại cái giận công ít, nghe cho kỹ mấy câu nói trở lại nữa. Giận công ít mà thành công cao, dễ thực hành và mau kết quả. Đó là pháp môn viên đốn dung thông. Viên là tròn đầy hết rồi. Coi như 3600 pháp là coi như pháp môn niệm Phật nó đã chùm hết rồi. Không là không suốt ba cạn. Đối với thượng nó đi theo thượng, đối với trung đi theo trung. Tức là thượng căn thì nó theo thượng căn, trung căn nó đi theo trung căn, hạ căn đi căn. Thượng căn là gì? Là những người xuất gia đầu Phật đó, ở trong chùa gọi là bậc thượng giới. Thượng căn nếu như họ tu đúng họ đạt thượng giới, nếu họ tu sai là họ vẫn hạ thấp. Nghe nghe cho kỹ đây, bậc dù xuất gia thế nào mà nếu làm sai họ vẫn bị đọa như thường đó. Còn nếu mà họ ở trong chùa mà làm đúng, họ làm điều tốt, tức là sự cao thượng lắm nha, ta phải kính bái họ coi như là bậc, coi như là khai cho Phật khởi xưa đó. Nghe cho kỹ đây. Còn nếu mà bậc trung căn là như người vừa xuất gia, là người cải gia cư sĩ mà bỏ hết tất cả nghe để lo tu căn dưỡng tánh gọi là bậc trung căn. Còn hạ căn là vừa tu vừa trải nghiệm trần gian đó, thiệu căn mà vẫn là niệm Phật được. Cho nên pháp môn của niệm Phật là pháp môn đối với thượng thì nó đi theo thượng, đối với trung thì đi theo trung, đối với hạ thì hạ. Thượng nó có ba thượng: thượng trung thượng, thượng trung trung, thượng trung hạ. Đối với bậc trung, trung trung thượng, trung 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 và trung trung hạ. Và đối với bậc hạ là hạ thượng, hạ thượng và hạ trung và đối hạ hạ hạ. Tức là ba cách gọi là cũ phẩm liên liên đài. Đó, đối với pháp môn niệm Phật là như thế đó. Cho nên là pháp môn niệm Phật là một pháp môn dẫn công rất tuyệt vời, đơn giản thôi. Mà đối với ai, người già, người trẻ, người bé, nghèo khổ, đơn sơ, dù cùi đuôi sức mẻ vẫn tu hành niệm Phật được. Còn những pháp môn ngồi thiền là chỉ dành cho người trí lực mà thôi. Rồi, cảm ơn đệ. Bây giờ đệ nói thì nãy giờ cũng nhận xét quá hay. Nhưng mà nó có cái này, cái đại mạc pháp này bây giờ nó là văn minh á, văn minh chặt chắc. Bởi là bây giờ cái thời này nó đua đòi lắm, khó tu. Mà đức thầy cứ cho biết là môn trình độ là cuốn cánh này mình hỏi đó. Đúng. Mà như vậy là bây giờ mình nói những đường mới bắt đầu tu là cái cuốn cánh như thế nào, rồi chỉ giác một hành cả một chi chỉ giác là sao. Bây giờ để giải dụng là cái chỗ chỉ cuốn cánh. À, cuốn cánh là gì? Không có gì lạ hết. Cuốn cánh là xưa nay giống như y gan như mình cô lần lần đó. Cuốn cánh là phải gấp rút lên, nhanh lên, lẹ lên. Giống như cú cánh là rất là cực kỳ, rất là nhanh nhẹn, giống như một thần chớp vậy đó, hiểu không? Cú cánh là kiếp mau lên, điểm thôi kiểu trễ, biết không? Cú cánh là nhanh nhẹn, thẳng tắp đi một cách rất nhanh, giống như phi thuyền bay đó. Cú cánh, đó, là cú cánh là vậy. Cú cánh là rất nhanh và rất lẹ, là chỉ có pháp môn niệm Phật là đưa lên mới lên thiền nổi thôi. Chứ còn những cái pháp môn kia là đi vòng vòng chưa có xong. Đây là nó thật luôn. Tại vì pháp môn thiền là phải dùng trí lực như lắm, người trí đâu không, phải kinh thâm nguyên bác, phải có minh sư dạy dỗ mới đi đạt đến thiền. Mà ngày xưa thì ông cổ ngài có nói là có thiền công không vịnh độ 100 người tu, có thiền công mà không vịnh độ 100 người tu chứng đắc vài người, có thiền công có vịnh độ 100 người chứng đắc hết 100 người. Tức là thiền công giống như mảnh hổ mà khiêm sừng á, cũng như là có khiêm sừng mảnh hổ mà khiêm sừng nó mới mạnh xong đôi. Có nghĩa thiền tịnh song tu là kỳ này nếu ai đạt đến cảnh giới gọi là tịnh, gọi là phước huệ song tu, hay cũng gọi là thiền tịnh song tu. Phước huệ là gì? Là con người tu đời này phải biết làm phước, bố đức kỳ ân gắn nhớ. Điều này là quan trọng nha. Trong thời kỳ này những người giàu sang thời đẹp ấy gắn có nhớ, phải biết chia sẻ, phải biết bội bố đức kỳ ân giúp đỡ những người bần hàn khốn khổ. Thì xưa nay không phải đợi mình nói hôm nay, mà từ xưa giờ là những người giàu cũng hay biết giúp đỡ mọi người rồi.
mà không chẳng những không kể người giàu, mà những người có cái âm đức, họ nghèo khổ họ cũng vẫn ban bố, có tiền chút đỉnh họ cho chút, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, có đúng không? Chứ không phải đợi tới đại gia mới cho. Và nói trên cộng đồng mạng này, không phải là tới đại gia như coi như là gọi mạnh hình mượn mạnh thường quân mới biết giúp đỡ, còn những người bằng hàng vừa vừa chung chung không biết giúp hay sao? Biết giúp, người ta làm được bao nhiêu, người ta giúp được bấy nhiêu, người ta có của một đồng trong có một lượng lần, người kia là cho có 1 triệu, mà bây giờ cái người kia ít, người ta cho 100 ngàn, cũng 100 ngàn đó, ngày một ngày đó người ta kiếm được 1 triệu, còn người kia ngày kiếm được 100 ngàn, đem 100 ngàn đó bố đi, thì cái công đức của 100 ngàn sẽ bằng với 1 triệu đó. Đó, Phật dạy vậy đó. Vậy là cái câu sao là gán phụng hành chớ phụ Phật xưa đó. Đúng, đúng ra không, có gán phụng hành chớ phụ Phật xưa là như thế này. Là Phật đã xưa rồi, đã đem cái kim ốc khối não của Phật đã chứng đắc rồi, là đem truyền giao lại những kinh nghiệm của Phật rồi. Vì mà coi như chúng ta bỏ lơ, chúng ta không chịu thực hành, chúng ta bỏ người gọi là phụ Phật xưa, là bỏ quên người xưa, bỏ quên lời thầy cổ kim trên thiên đình, là bỏ quên những người bồ bồ các la hán đã vì lòng từ bi của mình không biết sợ, coi như là đau khổ. Chứ ngài cậu gì ngài ở Tây Phương sướng gần chết, ở bên cõi trời cũng sướng nữa. Vậy mà tại sao ngài không ở, mà ngài phải hạ thế lâm phàm để cứu độ trần gian? Vì ấy, vì nhân dân, vì ba cánh, vì ấy, vì lòng từ bi thương xót, không nở ngồi trên niết bàn mà phải hạ thế lâm phàm kỳ mà mở hạ. Vì mong rằng anh em huynh đệ một lời giàn son, liễu liễu minh huynh trước Phật đài, ngộ lý quyền cơ chứng nhân nhân, Phật đây tay thế lâm phàm độ, độ cả nhân gian độ muôn loài, chu du gấp nẻo trần đời, tìm người non có nó, tìm người năm cũ trở về năm xưa, tìm có hiền trở lạc ngày xưa, trở lại thăm lại viếng thăm đôi dòng pháp nhũ hôm nay, chúc người hạnh đạo bá gia tu hành, tu mâu kẻo trễ đò chiều chiến chót khởi người ơi, bến nước nghìn năm mấy đợi chờ, những người lữ khách mộng bơ vơ, đến nay thức tỉnh nhìn soi lại trung tâm mình, ngẫm nghĩ cùng trong bể tham thôi. Thì tất cả chúng ta đều nằm trong bể ái sân mê. Giờ đây chúng ta muốn vượt khỏi bể ái sân mê thì không có gì hơn chúng ta phải phá được ba cái con ma: tham, sân, si. Sân là sân nặng ở nỗ, tham là tham, tham tài, tham danh, tham vọng, tham địa vị. Chúng ta tham nhiều quá rồi, giờ đây chúng ta màn chót rồi, chúng ta nên giảm bớt nó đi, bỏ bớt nó lại đi. Để rồi si cũng vậy, là si mê tình ái, si hết người này, si hết người kia. Giờ đây là si là điên cuồng, điên loạn, chúng ta đừng nên si nữa, giảm bớt đường si. Tham, sân, si. Sân là nóng nảy, con người nóng lên, nó giống như con thú không? Phật nói tại sao gọi là con người? Tại người mà nó có hồn thú trong đó, nó có quái nhân, nó có phi nhân, nó có giả nhân, gọi là tức là nửa người nửa thú. Cho nên ông sư giải bán khoan nói sau này về đời mạt pháp, người thì ít mà thú thì nhiều, là tại sao? Trong con người có thú cánh trong đó, khi nóng nảy giận lên đâm chém giết hại lẫn nhau, đó cũng là cánh thú đó. Rồi bây giờ ma quỷ nhập vô cũng là khú ma đó, hiểu chưa? Cho nên tại sao đời đến đời mạt pháp mới có sự và xảy ra như vậy, còn đời trung pháp và thượng pháp không có, đúng không? Chỉ có đời mạt pháp này thôi. Cái việc gì trên thế gian cũng xảy ra, cái gì cha giết con, vợ giết chồng, anh giết em, giết qua lại lẫn nhau để chi? Để kết thúc cái màn chót này đó, để cạn đìa rồi mới biết lóc chê, hiểu không? Ngày sau mới biết tượng chi vậy chưa? Cho nên trước khi muốn dọn cái đợt nước thanh cơ thánh đức thì coi như đống rác này phải dọn cho sạch, trở lại mới đem sự an bình thái bình trên nhân gian. Quá hay. Thôi bây giờ như vậy là chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đại lắm nha. Ngài là trời pháp quá hay. Nhưng mà bây giờ tới cuối cùng như vậy là trong cái cùng chương trình hết rồi, có cái gì mà để mà chúc trên cộng đồng thế giới này là một bài thơ nào hay nghe? Bây giờ nè. Quyền năng cơ pháp đổi dời, hôm nay trở lại trần gian nơi này, chúc cho huynh đệ trùng phùng ngày đêm nhớ niệm Di Đà Tây Phương. Tây Phương Tây ở cõi xa, thành tâm mà có niệm Phật Di Đà đâu lại. Di Đà tự cánh trong tâm, không ngoài ở cái nào ai biết rằng. Khôi có đôi dòng gửi lại năm châu bốn biển, rồi là tình nghĩa ấm áp tình thương, mong rằng
đặng ngộ lý cơ duyên, chúc người hành đạo tuyệt vời đạo cầm. Đạo cầm sáng rực bầu trời, hòa trong nhân ái tình thương cái đậm đà. Khối chuẩn bị mùa xuân sắp đến, chúc cho quý đạo cừ đây cài đổi sửa khăn đẹp đẻ chân tâm. Chúc người hành đạo hôm nay đạo đời cầm đất ngàn năm cái lù truyền. Khối người đồng tháp sen giang gửi lại, gọi là kỷ niệm tình thương. Một bài tâm pháp dân dương, ngàn năm trở lại lưu truyền muôn phương.